Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang gần tới thời điểm Tết Nguyên đán năm 2022 và hiện thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vừa có thông báo tạm ngưng thi công các công trình đào đường nhân dịp Tết Nhân dân 2022 trong vòng 15 ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, vui chơi giải trí của người dân bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 cho tới ngày 8 tháng 2. Chủ đầu tư các công trình thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thi công, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh công trường, tái lập toàn bộ đường đang thi công và trả lại nguyên trạng trong 5 ngày 20 tháng 1 đến 25 tháng 1. Những công trình có kế hoạch tổ chức thi công, tồn tại rào chắn trong dịp Tết và được đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.